Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 19 tháng 3 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Alan Musk khiến Joe Scarborough xấu hổ khi xóa dòng tweet không có thật của mình về Trump Vụ án mạng xã hội của Biden được đưa lên tòa án tối cao và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, những người cánh tả trên mạng xã hội hôm thứ Bảy được đà chỉ trích Trump sau khi ông cảnh báo về một cuộc tấm máu trong ngành ô tô nếu Joe Biden thắng cử vào tháng 11 sắp tới. Tổng thống Trump đưa ra nhận xét này trong một cuộc vận động tranh cử ở Dayton, Ohio, nơi ông cảnh báo về những tác động đối với ngành công nghiệp ô tô nếu ông không tái đắc cử. Bây giờ, nếu tôi không đắc cử, đó sẽ là một cuộc tắm máu, đó sẽ là điều ít nhất trong số đó. Trump nói trong một cuộc vận động tranh cử gần Dayton, Ohio, nó sẽ là một cuộc tắm máu cho đất nước. Ông nói thêm, nếu cuộc bầu cử này không thắng, tôi không chắc chắn bạn sẽ có một cuộc bầu cử khác ở đất nước này. Mặc dù Donald Trump rõ ràng đang nói về tác động đối với công nhân ô tô Mỹ, nhưng các tài khoản X cánh tả đã không lãng phí thời gian để bóp méo lời nói của ông như một lời tuyên bố về một cuộc nội chiến sắp xảy ra, nhưng tất cả chỉ là dối trá. Trump đang nói về một cuộc tắm máu việc làm. Chiến dịch tranh cử Biden-Harris và các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ vẫn đang nói dối về lời nói của Tổng thống Trump sáng nay, dù biết đây không phải là điều mà ông nói. Vào thứ Bảy, Joe Scarborough đã tweet về sự bôi nhọ khủng khiếp này. Nhưng sau đó, Elon Musk đã nhảy vào và làm xấu hổ người dẫn chương trình MSNBC. Scarborough sau đó đã xóa bỏ lời bôi nhọ không trung thực của mình. Alan Musk cũng đăng bài này trên trang bôi nhỏ cánh tả. Vụ án mạng xã hội của Biden được đưa lên tòa án tối cao Quý vị thân mến, cuộc chiến pháp lý của chính quyền Biden về việc kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội sẽ đến tòa án tối cao vào thứ hai, khi các thẩm phán chuẩn bị nghe tranh luận về việc liệu các quan chức liên bang có vi phạm tù xuyên án thứ nhất hay không, bằng cách thúc giục các nền tảng xóa các bài đăng mà họ cho là sai sự thật hoặc gây hiểu lầm. Hai tổng trưởng lý của đảng Cộng hòa đã đưa ra vụ việc này để thách thức những nỗ lực của chính quyền nhằm hạn chế thông tin sai lệch trên mạng, một nỗ lực mà họ mô tả là một chiến dịch kiểm duyệt của chính phủ. Họ có mục đích là các quan chức liên bang phối hợp và thông đồng với các nền tảng truyền thông xã hội để xác định những diễn giả, quan điểm và nội dung không được ưa chuộng. Trọng tâm của vụ việc là những nỗ lực của chính quyền Biden nhằm kiểm soát thông tin sai lệch trực tuyến về tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020 và COVID-19 khi những nghi ngờ về vaccine lan tràn. Bob Conn River, cố vấn trưởng của Ủy ban cho biết, Câu hỏi đặt ra là làm thế nào bạn vạch ra ranh giới giữa bài phát biểu được phép của chính phủ và bài phát biểu của chính phủ áp đặt quyền lực cưỡng chế trên các nền tảng hoặc sự vướng mắc quá mức, sự hợp tác quá mức giữa các diễn giả tư nhân và chính phủ tổ chức vì quyền cá nhân và biểu hiện. Ông nói và đó là ranh giới khó khăn mà tòa án sẽ cố gắng vạch ra một thẩm phán liên bang có trụ sở tại Louisiana đã đứng về phía các tổng trưởng lý vào mùa hè năm ngoái và cấm các quan chức chính quyền Biden liên hệ với các công ty truyền thông xã hội liên quan đến bất kỳ cách nào loại bỏ, xóa, đàn áp hoặc giảm bớt nội dung có chứa quyền tự do ngôn luận được bảo vệ. Nhưng những người theo dõi tòa án chỉ trích quyết định của thẩm phán tòa án quận là quá rộng, và vào tháng 9, một hội đồng gồm 3 thẩm phán tại tòa phúc thẩm khu vực số 5 của Hoa Kỳ đã thu hẹp lệnh của thẩm phán. Tuy nhiên, hội thảo khu vực 5 đã đồng ý với tòa án cấp dưới rằng các quan chức chính quyền Biden có thể đã vi phạm tu chính án thứ nhất khi thúc giục các công ty truyền thông xã hội gỡ bỏ nội dung cụ thể, phán quyết rằng các cơ quan liên bang không thể ép buộc các nền tảng truyền thông xã hội xóa các bài đăng phản đối lập trường của chính phủ. Lúc đầu, các thẩm phán của khu vực 5 nhận thấy rằng, tòa Bạch Ốc, FBI và trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã vượt quá giới hạn để cưỡng chế, trong khi Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia, cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng CISA và Bộ ngoại giao đã làm như vậy. Sau khi xét xử lại vụ án, hội đồng xét xử đã ra phán quyết rằng CISA đã vượt quá giới hạn sau khi tòa án tối cao thụ lý vụ việc, Bộ trưởng Tư pháp bang Missouri Andrew Bailey, một trong hai tổng trưởng lý của đảng Cộng hòa, đã khởi kiện vụ việc. Cho biết nhóm của ông mong muốn được xóa bỏ doanh nghiệp kiểm duyệt rộng lớn của Joe Biden tại tòa án cao nhất của quốc gia, chính quyền ba đình lập luận rằng việc cấm nói chuyện giữa các quan chức liên bang và các công ty truyền thông xã hội sẽ hạn chế khả năng của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề được công chúng quan tâm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh quốc gia và chuyển tiếp thông tin tất nhiên chính phủ không thể trừng phạt những người bày tỏ quan điểm khác nhau và càng không thể đạt được điều tương tự một cách gián tiếp bằng cách đe dọa trừng phạt các tổ chức tư nhân vì phổ biến những quan điểm đó bộ tư pháp viết trong bản tóm tắt gửi lên tòa án tối cao nhưng miễn là chính phủ tìm cách thông báo và thuyết phục thay vì ép buộc thì bài phát biểu của họ không gây ra mối lo ngại nào về tu chính án thứ nhất ngay cả khi các quan chức chính phủ nêu quan điểm của mình bằng những ngôn từ mạnh mẽ và ngay cả khi các chủ thể tư nhân thay đổi lời nói hoặc hành vi của họ để đáp lại bản tóm tắt tiếp tục các nhóm công nghệ đã khẳng định mạnh mẽ quan điểm của mình trong bản tóm tắt amicus lên tòa án tối cao nhiều người cho rằng các thẩm phán nên tránh gắn mát cho họ là các tác nhân nhà nước vì họ có liên lạc với chính phủ. Con River nói rằng, chúng là những nền tảng riêng tư, họ có quyền sửa đuổi đầu tiên của riêng mình. Và chỉ vì họ đã bị chính quyền đẩy vào chân tường và về cơ bản được trang bị vũ khí mạnh mẽ để chơi bóng, họ không muốn đó là yếu tố biến họ thành chủ thể nhà nước. Davis Green, giám đốc quyền tự do dân sự của nhóm vận động quyền kỹ thuật số Electronic Frontier Foundation, cho biết trong một tuyên bố rằng, đôi khi việc liên lạc giữa các quan chức chính phủ và các nền tảng truyền thông xã hội là chính sách công, được phép, phù hợp và thậm chí tốt. Nhưng khi chính phủ vượt qua giới hạn để đồng lựa chọn kiểm duyệt nội dung, nó sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận. Green nói rằng, tòa án tối cao phải xem xét hồ sơ một cách độc lập và đưa ra những phân biệt tìm kiếm mà các tòa án cấp dưới không làm. Vụ án bổ sung thêm thời hạn của tòa án tối cao bị chi phối bởi các vấn đề quan trọng trên mạng xã hội có thể có tác động to lớn đối với bài phát biểu trực tuyến. Vào đầu nhiệm kỳ này, các thẩm phán đã xét xử các vụ việc thăm dò, Liệu các quan chức nhà nước có thể chặn các thành phần quan trọng khỏi tài khoản mạng xã hội cá nhân của họ hay không? Và liệu Hiến pháp Hoa Kỳ có cho phép các bang ngăn chặn các công ty truyền thông xã hội xóa các bài đăng theo quan điểm của họ hay là không? Thứ hai, tuần sau, các thẩm phán sẽ xem xét liệu một quan chức bang New York có vi phạm bài phát biểu của Hiệp hội Súng trường Quốc gia hay không bằng cách ngăn cản các ngân hàng và công ty bảo hiểm hợp tác với hiệp hội này một vụ việc tương tự như vụ việc trên mạng xã hội của chính quyền Biden. Nếu việc thẩm vấn của các thẩm phán diễn ra theo xu hướng hiện tại, chính quyền Biden có thể phải đối mặt với sự chỉ trích gây gắt và một số cảnh báo về mối quan hệ của chính phủ với các công ty truyền thông xã hội. Trong các cuộc tranh luận vào tháng trước về luật truyền thông xã hội của hai bang, thẩm phán Samuel Alisto đã châm biếm rằng việc coi cái mà ông gọi là kiểm duyệt là kiểm duyệt nội dung sẽ dẫn đến sự cám dỗ của người Orwellian nhằm phân loại lại hành vi xúc phạm theo những thuật ngữ có vẻ nhạt nhẽo thẩm phán Elena Kagan đã thu hút sự chú ý đến ranh giới mong manh giữa hành động được bảo vệ theo tu chính án thứ nhất và hành động cấp tiểu bang bằng cách trích dẫn tài khoản của cựu tổng thống donald trump trên s nền tảng trước đây gọi là twitter để tranh luận về vụ chặn mạng xã hội Tòa án tối cao đã ban hành lệnh hoãn thi hành lệnh của tòa án thứ năm cho đến khi tòa án quyết định vụ việc theo đúng giá trị của nó, có nghĩa là các quan chức hành chính có thể tiếp tục liên hệ với các công ty truyền thông xã hội trong khi các thẩm phán xem xét vụ việc. Alisto cùng với các thẩm phán bảo thủ Clarence Thomas và Neil Gorsuch đã mạnh mẽ bất đồng quan điểm. Vào thời điểm này, trong lịch sử đất nước của chúng ta, những gì tòa án đã làm Tôi lo sợ sẽ bị một số người coi là bật đèn xanh cho chính phủ sử dụng các chiến thuật nặng tay nhằm làm sai lệch việc trình bày quan điểm trên các phương tiện truyền thông đang ngày càng chiếm ưu thế. Việc phổ biến tin tức, Alistair viết trong quan điểm bất đồng quan điểm của mình, đó là điều đáng tiếc nhất. Nhưng Conriver River cảnh báo rằng, vấn đề trước tòa không phải là vấn đề đảng phái. Các quan chức liên bang và tiểu bang thuộc các đảng phái có thể bị hạn chế như nhau bởi một phán quyết nhằm hạn chế tình trạng bắt nạt các nền tảng truyền thông xã hội nhằm thực hiện mệnh lệnh của chính phủ. Ông nói rằng, Tôi tin đó là một nỗ lực của tòa án nhằm đặt ra các quy tắc về giới hạn mà chính phủ có thể đặt ngón tay cái của mình lên bàn cân. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và các anh chị em đã chọn channel youtube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Đội ngũ ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV Epoch Time để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi nhé.